Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức trong ban thường trực hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn giáo phẩm lãnh đạo các ban viện trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính bạch chư tôn đức ban trị sự và các ban chuyên ngành trực thuộc ban trị sự 34 đơn vị tỉnh thành hội Phật giáo thuộc khu vực phía Nam, kính thưa quý đại biểu, kính thưa quý liệt vị, hội nghị sinh hoạt hành chánh giáo hội năm 2018 được diễn ra tại văn phòng thường trực phía Nam Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian 3 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9 năm 2018. Toàn thể hội nghị chúng ta đã làm việc cách nghiêm túc và hoàn tất chương trình sinh hoạt của cuộc hội nghị. Hôm nay, giờ phút này là sắp bế mạc phiên họp cuối cùng của hội nghị sinh hoạt hành chánh giáo hội năm 2018. Thay mặt ban thường trực và chủ tọa đoàn, chúng tôi xin phát biểu một số ý kiến đúc kết như sau. Kính thưa toàn thể quý đại biểu, hội nghị chúng ta chính thức khai mạc vào sáng mùng 10 tháng 9 2018 và làm việc trọn ngày 10 tháng 9 2018. Sau khi nghe diễn văn khai mạc của Chủ tịch Hội đồng Trị sự, toàn thể hội nghị chúng ta đã được nghe lời đạo từ của Đức Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thượng Trí Hạ Quảng và Thượng Ban đạo từ cho toàn thể hội nghị gồm có 5 ý. Thứ nhất là Hòa Thượng nghe qua diễn văn khai mạc của Hòa Thượng Chủ tịch cũng như bản báo cáo sơ kết công tác Phật sự 9 tháng đầu năm sau Đại hội Phật giáo toàn quốc đến nay của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thành đạt được nhiều công tác Phật sự nổi bật mà Ban Thư ký đã trình bày tại hội nghị. Hòa Thượng vô cùng hoan hỷ và tán thán công đức của toàn thể chư tôn đức thành viên Ban trị sự và thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nỗ lực thực hiện trong thời gian 9 tháng qua từ sau ngày Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 8 diễn ra tại thủ đô Hà Nội từ 19 đến 22 tháng 11 năm 2017. Ý thứ hai, Hòa Thượng cũng tâm sự, thứ nhất là trong cái thời kỳ, tức là Đại hội kỳ 1, 1981, về nhân sự chỉ có 50 thành viên của Hội đồng Trị sự và 60 thành viên của Hội đồng Chứng minh. Về các ban chỉ có 6 ban, nhưng đến thời điểm này, tức là nhiệm kỳ 8 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 2017-2022, số lượng thành viên đã lên tới 245 vị là ủy viên Hội đồng Trị sự. Về các ban viện gồm có 13 ban viện và 1 phân viện. Qua đó thấy được sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về mặt nhân sự cũng như các ngành hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào thời điểm này. Hòa Thượng cũng rất hoan hỷ và càng tin tưởng hơn nữa vào sự phát triển bền vững của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ 8 2017-2022. Ý thứ ba, Hòa Thượng cũng tâm sự thời điểm mà đại hội cũng như trong suốt thời gian gần đó Hòa Thượng làm việc chỉ biết có một máy đánh chữ thôi, ngoài ra không có một cái máy gì khác. Đến thời điểm này là thời điểm công nghệ hóa, kỹ thuật số và công nghệ 4.0. Do đó cho nên vấn đề thông tin truyền thông rất là phổ cập và nó cũng tạo thành một sự nhiễu loạn đối với xã hội nói chung, trong đó có Phật giáo Việt Nam. Chúng ta cần phải cẩn trọng và tế nhị như thế nào để tránh tình trạng phức tạp xảy ra trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vấn đề thứ tư, Hòa Thượng thấy rằng kinh Phật sự online hoạt động như vậy cũng còn có giới hạn. Tốt nhất là cũng như Phật sự miền Tây, tức là cả khu vực miền Tây. Còn Phật sự online thì chỉ giới hạn ở văn phòng 2. Như thế ý của Hòa Thượng muốn mở rộng cái tầm hoạt động của Phật sự online là khu vực miền Đông, Tây Nguyên, miền Trung
và có thể ra tới cả miền Bắc. Nói như thế có nghĩa là chúng ta làm như thế nào cái Phật sự online này nó mang tính cách như là một cái đài an viên. An viên cũng có hai cái trụ sở, một là 10A, 15A Hồ Xuân Hương, thành phố Hà Nội. Trụ sở chính là 156 đường Hoàng Hoa Thám ở Hà Nội. Trụ sở phụ là 1 Nguyễn Minh Khai, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, tức là đường Đinh Tiên Hoàng, Hồ Chí Minh. Thì cái Phật sự online mà nó trực thuộc Ban Thông tin Truyền thông ở một tầm vĩ mô, phạm vi cả nước như vậy, thì cũng có thể là đặt hai trung tâm. Một là tại thủ đô Hà Nội và hai là tại thành phố Hồ Chí Minh. Như thế thì cái tầm hoạt động của Phật sự online qua thông tin truyền thông mang tới cái thổ cập, đây cũng là cái ước mong của Hòa Thượng Phó Pháp Chủ. Như thế thì Phật sự online chúng ta có một cái niềm tin và có sự động viên tích cực của Đức Phó Pháp Chủ là chúng ta cố gắng phát huy, chúng ta làm thế nào để có Phật sự online miền Đông, Phật sự online Tây Nguyên, Phật sự online miền Trung và Phật sự online phía Bắc. Và nói rộng ra là phủ sóng hết cả nước và lan rộng ra các châu lục trên toàn thế giới. Ý thứ tư, Hòa Thượng thấy rằng trong suốt thời gian qua thì cái số lượng thành viên được cơ cấu vào trong hội đồng trị sự thì rất nhiều, nhưng có nhiều vị không có đóng góp phần trí tuệ của mình nhiều cho các hoạt động Phật sự. Và Thượng mong mỏi rằng những các vị này cố gắng tích cực hơn nữa để góp sức cùng với giáo hội phát triển giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ 18. Và điểm cuối cùng thì Hòa Thượng thấy rằng nhiệm kỳ này phần lớn là thế hệ trẻ được cơ cấu vào rất nhiều, cho nên có sức năng động, có trí tuệ sẽ góp sức với giáo hội và góp ý với Hòa Thượng Chủ tịch để các công tác Phật sự mang đến cách thời đại, hội nhập và phát triển được kết quả tốt đẹp. Toàn thể hội nghị chúng ta ghi nhận và tuân thừa 5 cái ý chỉ mà Hòa Thượng Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban đạo từ cho toàn thể hội nghị. Sau đó chúng ta nghe ông Trần Tấn Hùng triển khai về luật tín ngưỡng tôn giáo ban hành từ năm 2016 nhưng mà có hiệu lực vào 1 tháng Giêng 2018, gồm có 9 chương và 68 điều, thì cách diễn giảng trình bày tương đối đầy đủ rõ ràng. Tuy nhiên, để dễ hiểu, chúng ta có thể cô đọng thành 10 điểm thôi. Thứ nhất là về mặt danh từ chức sắc và chức việc. Chức sắc thì nó tương đương với giáo phẩm của Phật giáo chúng ta, tức là giáo phẩm hòa thượng, ni trưởng, thượng tọa, ni sư và có thể cả đại đức. Đây là hạng giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì đó thuộc về chức sắc. Chức việc là các cái chức danh trong ban thường trực hội đồng trị sự, từ chủ tịch, phó chủ tịch, các trưởng ban, các phó ban, vân vân, cho đến các tỉnh thành cũng đều như thế, đây là chức việc. Thấp hơn nữa là chủ trì, hòa thượng chủ trì, thì hòa thượng là chức sắc, tức là giáo phẩm, mà chủ trì là chức sự, là chức việc. Như thế nó xuyên suốt từ trung ương xuống đến tỉnh thành, quận huyện và đến cơ sở tự viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xoáy quanh hai cái từ chức sắc. Việc. Thứ hai là về mặt tổ chức tôn giáo. Theo luật tín ngưỡng tôn giáo thì lại phân định là tổ chức tôn giáo và tổ chức trực thuộc. Như thế thì tổ chức tôn giáo là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vì có đầy đủ tư cách pháp lý, pháp nhân, vì chúng ta đã tổ chức đại hội vào ngày mùng 4 đến mùng 7 tháng 11 năm 1981 và đã trình với Thủ tướng, tức là Hội đồng Bộ trưởng, ký quyết định phê chuẩn số 83 ngày 29 tháng 12 năm 1981, đến nay gần 40 năm. Như thế thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tổ chức tôn giáo. Như thế thì Ban trị sự Phật giáo các tỉnh thành và Ban trị sự Phật giáo các quận huyện là tổ chức trực thuộc. Vì căn cứ theo luật tín ngưỡng mới này, thì sau này đại hội
của các tỉnh thành và Đại hội Phật giáo các quận huyện thì tổ chức tôn giáo phải đứng đơn xin phép, tất nhiên là đăng ký. Khi mà được chính phủ, ban tôn giáo chính phủ cho phép rồi thì lúc đó, đó Trung ương Giáo hội mới chuyển cái văn bản đó về cho ban trị sự Phật giáo tỉnh và cho ban trị sự Phật giáo huyện làm việc, tức là đăng ký với chính quyền cùng cấp ở tỉnh và huyện. Và thứ ba là đó, đăng ký về mặt nhân sự thì kèm theo là sơ yếu lý lịch. Trước đây là sơ yếu lịch, giờ nó phải có lý lịch tư pháp. Vấn đề thứ tư là vấn đề tấn thông giáo phẩm thì chỉ thông báo thôi. Như thế thì chỉ có các cái chức danh trong tổ chức thì mới là đăng ký. Còn tấn thông giáo phẩm chỉ thông báo. Như thế thì ở cấp tỉnh, khi mà đã chúng ta đó trước ngày hội nghị thường niên hoặc là đã đại hội Phật giáo toàn quốc thì chúng ta đó lập cái danh sách tấn phong hòa thượng, tấn phong ni trưởng, tấn phong thượng tọa, tấn phong ni sư, chúng ta thông báo cho Ủy ban Nhân dân hoặc là ban tôn giáo của tỉnh đã biết. Và một bản gửi về Trung ương thì Trung ương cũng thông báo cho ban tôn giáo chính phủ biết đại hội kỳ này chúng tôi sẽ tấn phong 500 hòa thượng hoặc là 700 thượng tọa hoặc là 400 ni trưởng hoặc là 1.000 ni sư vân vân. Như thế thì ở tỉnh thành cũng thông báo mà Trung ương cũng thông báo, nhưng các cái chức danh là phải đăng ký và kèm theo bản lý lịch tư pháp. Về vấn đề đăng ký về các ngày lễ hội thì chỉ đăng ký một lần, thay vì trước đây là tháng 10 là đăng ký, bây giờ đăng ký một lần, các năm sau là không đăng ký lại. Nhưng nếu có thay đổi nội dung thì chỉ báo cáo phần thay đổi nội dung và địa điểm thì ngoài cơ sở tự viện thì tổ chức ở nơi khác thì nơi đó cũng phải là hợp pháp. Vấn đề cơ sở giáo dục và đào tạo thì đối với hiệu trưởng thì phải đăng ký, hiệu phó thì khỏi. Như thế thì hiệu trưởng thì giáo hội Phật giáo Việt Nam phải đăng ký với ban tôn giáo chánh phủ, còn các cái chức danh còn lại, hiệu phó vân vân thì không có đăng ký. Và nó khi được chấp thuận rồi thì coi như các năm sau thì không phải đăng ký tiếp, mà chỉ đến khi mãn khóa thì báo cáo cái kết quả đạt được của khóa đó đời chịu xin khóa tiếp. Đó là một số vấn đề. Cuối cùng là gì? Cuối cùng đó chính là vấn đề giải thể. Thì nếu hoạt động mà trái với luật thì đương nhiên phải tiến trình 3 giai đoạn. Thứ nhất là cảnh cáo, thứ hai là tạm đình chỉ và thứ ba là giải thể. Đó là một cái 10 điểm chính của luật tín ngưỡng tôn giáo mới. Dầu là bác Hùng nói rất nhiều nhưng mà chúng ta cô động lại 10 điểm đó thì chúng ta có thể thực hiện ở cấp địa phương tương đối dễ dàng. Chúng ta cũng nghe được Tòa Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch, Phó Thư ký, Chánh Thư ký, Phó Chủ tịch, rồi đó Phó Ban, Chánh Thư ký, Ban Tăng sự Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam giới thiệu về dự thảo thôi, dự thảo nội quy của Ban Tăng sự. Thì cái nội quy này đã góp ý 3 lần và đối với khu vực phía Bắc thì đã góp ý và thông qua vào ngày 10 tháng 12, mùng 10 đến 12 tháng 5, 2018. Ở phía Nam thì cũng đã gửi bản này đến các ban trị sự tỉnh thành và thu thập được một số góp ý gửi về Trung ương, và ban thư ký của ban tăng sự đã đúc kết và trình với ban thường trực hội đồng trị sự trong phiên họp ngày 17 tháng 7 vừa qua và đã thông qua. Tuy nhiên trong cái hội nghị này thì có 10 cái góp ý về nội quy tăng sự, thì thay mặt chủ tọa đoàn xin ghi nhận 10 cái góp ý về cái nội quy tăng sự. Chúng tôi sẽ đề nghị ban thư ký của ban tăng sự hoàn chỉnh lại cái nội quy của ban tăng sự trước khi chúng tôi ký quyết định ban hành nội quy ban tăng sự. Nói một cách dễ hiểu hơn thì cái nội quy ban tăng sự này đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua
gồm có 12 chương và 57 điều. Kỳ này tăng lên là 15 chương và 85 điều. Trong đó thì Ban Thư ký đã làm 3 việc. Thứ nhất là kết hợp cái thông tư 05 mà ký ban hành 15 tháng Giêng 2016 nhằm bổ sung và giải quyết một số vấn đề mà nội quy trước đó còn thiếu, thì toàn bộ cái phần đó nó đưa vào trong cái nội quy mới. Thứ hai là cái phần sắc phục và y phục, thì Ban Thư ký của Ban Tăng sự ghi toàn bộ cái phần này của Ban Văn hóa đưa vào. Thứ ba là lấy một số điểm trong tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực để đưa vào trong cái nội quy của Ban Tăng sự. Như vậy trên cơ bản thì cái nội quy Tăng sự không có gì đi ngược lại, thật ra đã thực hiện và đã thực hiện theo một số quy định của luật pháp và của Ban Văn hóa. Tuy nhiên về mặt chủ tọa đoàn xin ghi nhận 10 ý phát biểu hôm trước về cái nội quy Tăng sự và đề nghị thư ký của Ban Tăng sự hoàn chỉnh lại cái nội quy Tăng sự này trước khi chúng tôi ký quyết định ban hành nội quy Tăng sự. Trong quá trình thực hiện thì đương nhiên nó nhiệm kỳ nó tới 5 năm, coi như còn 4 năm nữa, thì trong cái quá trình đó nếu có gì vướng mắc thì mỗi hội nghị của chúng ta vào cuối năm thì sẽ phát biểu, rồi chủ tọa cũng như Ban Tăng sự sẽ ghi nhận và nó tiếp tục điều chỉnh, và điều chỉnh bằng nghị quyết của hội nghị Ban Thường trực, chứ không thể sửa đổi nội quy Ban Tăng sự lần nữa, vì chúng tôi đã ký quyết định ban hành rồi, thì có thể bổ sung điều chỉnh bằng các cái nghị quyết của hội nghị Ban Thường trực và cái nghị quyết của hội nghị thường niên Trung ương Giáo hội mà khi các vị đại biểu phát biểu tại hội trường này. Ví dụ như là cái nội quy Tăng sự này sau đây rồi thì chúng tôi sẽ ký quyết định ban hành, thì sau đó gửi đến các ban trị sự tỉnh thành, thì trong quá trình thực hiện đó thấy cái gì nó chưa hợp lý hoặc còn vướng mắc hoặc nó thiếu như thế nào, thì cái hội nghị thường niên tới đây, tức là mùng 8, mùng 9, mùng 10, 11 tháng Giêng năm 2019 tổ chức ở đây, thì trong cái phần phát biểu của quý đại biểu đại diện cho 63 tỉnh thành hội Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nếu khu vực phía Nam thì có 34 đơn vị, thì cũng tiếp tục ghi nhận và sẽ điều chỉnh bổ sung. Chúng ta cũng được nghe Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam giới thiệu về hiến chương tu chỉnh lần thứ 6 và triển khai một cách chi tiết, cụ thể, rõ ràng. Hiến chương này gồm có là 12 chương và 71 điều. Chương 1 là nói về danh xưng cơ sở, đạo kỳ, đạo ca và trụ sở của giáo hội. Chương 2 là nói về mục đích và thành phần. Chương 3 là nói về cơ cấu, hệ thống tổ chức hành chánh của giáo hội, gồm có 3 cấp. Chương 4 là nói về thành phần hội đồng chứng minh. Chương 5 là nói về thành phần hội đồng trị sự. Chương 6 là nói về đơn vị Phật giáo tỉnh thành. Chương 7 là nói về đơn vị Phật giáo quận huyện. Và chương 8 là nói về tấn phong giáo phẩm. Trong phần tấn phong giáo phẩm này thì dường như là thuyết tình duyên có sót một ý. Vì cuối điều 56 trong chỗ tấn phong giáo phẩm thì thực hiện bằng cái nghị quyết của hội nghị Ban Thường trực của nhiệm kỳ trước vẫn còn có giá trị áp dụng cho nhiệm kỳ này, đó là đặc cách tấn phong giáo phẩm. Đặc cách tấn phong giáo phẩm thì nó có 3 trường hợp. Thứ nhất là phó chủ tịch, thứ hai là trưởng ban trị sự, và thứ ba là phụ trách khu vực vùng biên giới và hải đảo. Nhưng mà cái này nhập chung lại là thành một. Thứ hai là đó, muốn có một cái vị trí, tức là có một cái chức danh, tức là giáo phẩm đó, hòa thượng tọa để tham gia một cái tổ chức nào đó cho nó có trọng lượng để mà đối xứng lại với một cái tổ chức khác. Ví dụ như bên kia là giám mục hoặc là tổng giám mục hoặc là hồng y, thì bên nay cũng phải là hòa thượng, ít nhất cũng phải là thượng tọa để đối xứng lại. Vì thế trong trường hợp này thì được đặt cách tấn phong. Cái điều kế là gì? Là đó, bệnh hoạn sắp không qua khỏi thì được đề nghị tấn phong trước, thì cái này coi như làm văn bản gửi về Trung ương Giáo hội thì Trung ương Giáo hội sẽ tấn phong trước, thì trước khi vị đó viên
viên tịch, có thể chậm nhất là khở oxy, rút ống ra là đi, thì có thể tấn phong cũng được. Nhưng nếu đã tắt thở rồi, tức là viên tịch rồi, thì không được tấn phong nữa, mà chỉ là tri phong thôi. Thì cái phần này, cái đoạn cuối của điều 56 trong cái phần tấn phong giáo phẩm, thì chúng tôi xin nhắc lại cái nghị quyết của hội nghị ban thường trực của nhiệm kỳ trước, thì vẫn áp dụng, tức là vẫn có hiệu lực đối với nhiệm kỳ này. Chương 10 là nó nói về tăng ni và tự viện. Thì cái điều sửa đổi đó là gì? Đó là tự viện. Trước đây là tự viện, tịnh xá, tịnh thất, viện Phật đường. Kỳ này để viết kỹ hơn là vì sao? Là bởi vì nếu không có đó phù hợp với cái danh xưng đó, thì xin khắc dấu không được. Thứ hai nữa là ngược lại với sơn môn pháp phái. Người ta tổ đình mà trục xuống thành chùa là không được. Vậy cho nên tu chỉnh kỳ này là đầy đủ các tên, tức là chùa, nó rồi tổ đình, nó rồi cái viện đó, nó mới chia ra là tu viện, thiền viện, tịnh xá, tịnh thất và niệm Phật, Phật đường, đó là cái điểm khác. Và thứ hai là các cấp giáo hội quản lý, nó khác, bỏ đi một câu, đó là trước đây là giáo sản của giáo hội. Vì nói như vậy thì người ta sợ, đã không dám là đăng ký và gia nhập giáo hội. Vì gia nhập giáo hội thì đương nhiên mất chùa. Cho nên tu chỉnh hiến dương kỳ rồi là bỏ cái câu đó. Chỉ còn là cơ sở của giáo hội được quản lý theo các cấp giáo hội, cấp huyện, cấp tỉnh và là cấp trung ương. Nếu ở cấp huyện thì do ban trị sự Phật giáo huyện quản lý, nó cấp tỉnh do ban trị sự Phật giáo tỉnh quản lý, ở cấp trung ương là do ban thường trực hội đồng trị sự quản lý và ban thường trực hội đồng trị sự ký quyết định bổ nhiệm trụ trì. Còn cấp tỉnh và cấp huyện thì đều do ban trị sự Phật giáo tỉnh bổ nhiệm. Ban đại diện Phật giáo cấp huyện không bổ nhiệm trụ trì được, mà chỉ có quyền đề nghị ban trị sự Phật giáo tỉnh bổ nhiệm trụ trì. Đây là cái điểm mà chúng ta phải để ý. Về mặt đất đai, trong cái điều 61 chương 11 thì giải quyết theo luật đất đai. Trước đây là trong hiến chương không có, vậy thế nên khi mà đó giải quyết này đất đai các cơ sở tự viện là rất khó khăn, cho nên bây giờ đã có luật đất đai thì quy định cụ thể rồi, trên cơ sở đó giải quyết một cách rõ ràng. Về cái điểm khác tu chỉnh nho nhỏ đó là chỉ có hai phó chủ tịch thường trực, vậy các ban chuyên môn đổi ban giáo dục tăng ni thành ban giáo dục Phật giáo. Và các ban trị sự tỉnh và huyện thì có thêm cái phần ban chứng minh. Trước đây thì không có ghi hiến chương, nhưng mà có một số tỉnh thành vẫn thi cử được cái ban chứng minh. Một vị cũng là chứng minh, hai vị cũng là chứng minh, mà tới đến 10 vị cũng là chứng minh, như thành phố Hồ Chí Minh là tới 10 vị. Nhưng cái ban chứng minh này không phải là một tổ chức hành chánh, vì thế cho nên không có trưởng ban chứng minh, cũng như không có văn phòng ban chứng minh và không có thư ký của ban chứng minh, mà chỉ là chứng minh các Phật sự của đơn vị tỉnh thành đó, chứng minh ban đạo từ trong các cái buổi lễ mà thôi. Một điểm nữa là khi đã tham gia hội đồng ban chứng minh thì không tham gia ban trị sự cấp tỉnh và cấp huyện. Vì trước đây là vừa là có chân ở chứng minh, nhưng mà cũng vừa là trưởng ban trị sự, như thế thì cái nhiệm kỳ này là không có. Để chứng minh là chứng minh, mà trưởng ban trị sự thì không có chứng minh. Đó là một cái số điểm tu chỉnh tương đối. Một điểm nữa là tín đồ. Trước đây là tín đồ cư sĩ Phật tử giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kỳ này tu chỉnh là tín đồ. Vì sao vậy? Vì góp ý của các cơ quan để cho thống nhất với các cái tổ chức tôn giáo khác. Ví dụ như tín đồ Tin Lành, tín đồ Thiên Chúa thì mình là tín đồ Phật giáo. Chứ nếu mà nó tín đồ cư sĩ Phật tử, như thế nó quá dài, nó hơi khó. Mà khi đã gọi là tín đồ Phật giáo thì nó có ba ý. Thứ nhất là có niềm tin đối với Tam Bảo. Thứ hai là thực hành một số giáo lý. Thứ ba có thể phát nguyện thọ trì một số giới luật, cụ thể là năm giới. Như vậy thì khi chúng ta giải quyết được cái điểm 60 này của hiến chương thì cái số lượng tín đồ Phật tử chúng ta không phải là 10 triệu như các cơ quan nhà nước đã báo cáo,
mà nó cụ thể có thể là 26 triệu. Bởi vì ở trên cơ sở mà sổ bộ thì đương nhiên là khoảng 25, 26 triệu. Còn là cái số kia đó, vì không dám ghi, vì sao? Vì ảnh hưởng đến cái công việc. Chỉ ghi hoặc là thế nào là bỏ trống. Thành ra đó, trên cơ sở đó, cơ quan nhà nước tính rằng đó, tín đồ của Phật giáo khoảng trên dưới 10 triệu. Rồi sau này giáo hội có khiếu nại thì tăng lên được 15, 16 triệu. Nhưng mà nếu giải quyết theo điều này của hiến chương đó, thì đó, cái số lượng tín đồ của Phật giáo là nó gồm 3 thành phần như thế cộng lại thì cũng là trên 56 triệu 700 nghìn. Bởi vì trước đây đó, các cơ quan nhà nước mấy bác á, đến hỏi Đức Pháp Chủ tín đồ Phật giáo bao nhiêu và thượng ai cho nghe chung chung nghĩa là khó hiểu, và Đức Pháp Chủ trả lời trừ người của mấy ông ra, trừ người của các tôn giáo khác và là các cái đạo khác ra thì còn lại đều là tín đồ Phật giáo hết. Đó là cái lời của Đức Pháp Chủ. Vì thế cho nên 56 triệu 700 ngàn này chắc chắn có lẽ là tương đối chính xác nếu chúng ta áp dụng theo cái lời nói, tức là câu trả lời của Đức Đại Tam Pháp Chủ đối với các cơ quan lãnh đạo nhà nước. Như thế thì cái phần hiến chương thì đã tu chỉnh, đã thông qua rồi thì chỉ triển khai thôi. Thì nếu trong đó có cái gì mà nó còn vướng mắc thì chúng ta có thể góp ý và đã bổ sung trong các cái nghị quyết của hội nghị thường niên Trung ương Giáo hội và ghi nhận, để rồi đó đến sau này đến đại hội kỳ 9, tức như tháng 11 năm 2022 thì chúng ta sẽ tu chỉnh một cách đầy đủ hơn. Đó là một số vấn đề của hiến chương thì chúng ta ghi nhận như vậy và triển khai, và đến đại hội 9 tháng 11 năm 2022 thì chúng ta sẽ tu chỉnh và có hơn. Chúng ta cũng nghe được cái phần về hành chánh giáo hội cũng như hành chánh đạo. Khi nó đến hành chánh của giáo hội thì chúng ta phải hình dung được cái cơ chế tổ chức của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trên là có hội đồng chứng minh và hội đồng trị sự lớn rồi. Rồi khoảng giữa đó là có ban trị sự Phật giáo tỉnh thành lớn rồi. Rồi dưới nữa là có ban trị sự Phật giáo huyện. Rồi đó, rồi thành phố trực thuộc tỉnh cũng lớn luôn. Như thế, đó là một cái hình trụ. Mà hình trụ như vậy thì nó vững vàng, rất là vững vàng. Bởi vì trên dưới lớn, giữa lớn, dưới lớn rồi đứng vững vàng. Chứ còn nếu cái nón thì nó xây tới, xây lui. Cứ như Hòa Thượng Đạt hồi nãy Hòa Thượng nói, cái bục ở trước đây nó lắc tới luôn, nó té luôn. Lúc nào, còn hôm nay cái bục rất đứng vững. Chứ như là chứng tỏ rằng giáo hội chúng ta sẽ phát triển một cách bền vững, vì có cái bục đứng vững như vậy thì cái sự phát triển bền vững của giáo hội Phật giáo Việt Nam qua cái hình trụ là như thế. Về mặt tổ chức hành chánh là hành chánh dọc và hành chánh ngang. Hành chánh dọc là đó, hội đồng trị sự và tới ban trị sự Phật giáo tỉnh thành, rồi ban trị sự Phật giáo quận huyện. Đây là cái hệ thống hành chánh dọc từ trung ương xuống tỉnh thành và quận huyện. Hệ thống hành chánh ngang, tức là các ban huyện trung ương là hệ thống hành chánh ngang. Bởi vì đó, từ nhiệm kỳ 6 trở về trước, từ nhiệm kỳ 5 trở về trước, thì đó, các ban trung ương chỉ là tham mưu cho ban thường trực. Nhưng mà từ nhiệm kỳ 5 trở lại đây, thì các ban được hoạt động coi như một cái thể chế là hành chánh ngang. Vì sao vậy? Vì Trung hội đã can thiệp và xin khắc được con dấu tròn và mỗi ban có văn phòng riêng. Vì thế cho nên các ban ngành viện là hệ thống ngang với ban thường trực hội đồng trị sự. Thì xuống cấp tỉnh cũng vậy, thì ban trị sự Phật giáo tỉnh thành thì bên cạnh đó có các ban chuyên môn, ban tăng sự, ban giáo dục, văn pháp, văn hóa, nghi lễ, Phật tử, kinh tế, tài chính, từ thiện xã hội, Phật giáo quốc tế, thông tin truyền thông, kiểm soát và pháp chế. Đây là hệ thống ngang với ban trị sự tỉnh thành. Xuống quận huyện cũng vậy, thì các quận huyện cũng có ban tăng sự, giáo dục, văn pháp, văn hóa, nghi lễ, Phật tử, kinh tế, tài chính, từ thiện xã hội, Phật giáo quốc tế, nếu không có, thông tin truyền thông, kiểm soát và pháp chế. Thế đây là hệ thống ngang ở cấp quận huyện, hệ thống ngang ở cấp tỉnh thành, hệ thống ngang ở cấp trung ương. Nó thì hệ thống dọc của các ban ngành viện này thì có quyền gửi văn bản, ví dụ như ban tăng sự là có quyền gửi
văn bản xuống cho ban trang sự của tỉnh mà không gửi xuống huyện. Vì sao vậy? Vì theo quy chế đã phân công cho ban trị sự Phật giáo các tỉnh thành quản lý và ban hành quyết định bổ nhiệm ban trị sự, cho nên chỉ gửi đến quận. Còn bên này gửi thêm một bản và cho thường trực ban trị sự đến đây thôi. Như thế thì đã phải gửi hai bản, một bản gửi cho ban thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh thành đó, một bản gửi cho ban trị sự ban tăng sự của tỉnh thành đó. À, rồi từ nơi đó đó cái ban trị sự đó mới sao ra cái ban tăng sự của cái tỉnh đó, mới sao ra gửi xuống cấp huyện. Như thế thì cái hệ thống tổ chức hành chánh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam rất là vững và rõ ràng, tức là hệ thống dọc và hệ thống ngang theo cái hình trụ trên lớn, giữa lớn, giữa lớn. Về mặt văn bản thì qua cái phần giải trình cũng như là lý thuyết của hai vị giáo sư, chúng ta thấy rõ là đã Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tổ chức. Như vậy thì cơ quan chủ quản của nó lại là hội đồng trị sự. Vì thế cho nên khi mà áp dụng xuống với tỉnh thành thì đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đi liền, không có đách cái tử Long An đó xuống. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đây là tổ chức giáo hội cấp tỉnh, nên nó khỏi lộn với là Giáo hội Phật giáo Việt Nam hội đồng trị sự. Khi mà nói rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà không có gì nữa thì biết rằng đó là cấp trung ương. Nhưng mà nó Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An là biết là cấp tỉnh, cũng là giáo hội đấy, nhưng mà giáo hội cấp tỉnh, giáo hội cấp tỉnh thì dưới Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An là ban trị sự. Như thế thì đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An là đó, tổ chức giáo hội cấp tỉnh, còn ban trị sự là cơ quan chủ quản của tỉnh hội đó. Nếu là nó gắn liền với một cái ban nào đó thì cái hàng thứ ba đó, hàng thứ ba phải thêm nữa. Ví dụ như là ban trị sự rồi thì dưới ban trị sự là ban tăng sự, rồi mới tới số công quan. Bên này thì không cần nói thêm, đã giải thích kỹ. Cuối cùng là ký thì đó, cách giải thích rất rõ là ở trên đầu chúng ta đã có là ban Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An ban trị sự rồi, thì dưới này khỏi cần lặp lại mà chỉ là thay mặt thường trực ban trị sự. Bởi vì ban trị sự tỉnh nó có cái thường trực, thì thay mặt thường trực ban trị sự chấm khỏi, chứ không có viết dài dòng là thay mặt ban thường trực tỉnh hội Phật giáo tỉnh Long An hoặc là thay mặt ban trị sự Phật giáo tỉnh Long An, nó dài. Nó chỉ viết là thay mặt ban thường trực chấm xuống dòng trưởng ban. Còn các ban thì cũng vậy, thì ở trên đã có rồi, ở trên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An ban trị sự rồi, ban tăng sự rồi, thì cuối trang cũng là thay mặt ban tăng sự trưởng ban. Cái sinh hoạt giáo hội kỳ rò mùng 10 đến 12 tháng 5 2018 thì tất cả đã thống nhất theo cái mẫu và cái quy chế này, thì ở phía Nam chúng ta cũng thực hiện như vậy. Chúng ta cũng nghe Hòa Thượng Thích Gia Quang báo cáo về công tác thông tin truyền thông. Hòa Thượng đã xoáy cái điểm 8 của chương trình hoạt động nhiệm kỳ 8 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông như là một kinh hoằng pháp nhằm chuyển tải các hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, những hình ảnh tươi đẹp của tăng ni Phật tử Việt Nam mang tính cách từ bi trí tuệ và từ thiện xã hội, góp phần làm tốt đạo đẹp đời, thực hiện tinh thần phụng đạo yêu nước. Thì Hòa Thượng kèm theo 7 cái trách nhiệm. Cái đó tọa đạo Phước cũng giới thiệu về cái quy chế này do chúng tôi ký về phát ngôn viên và cung cấp thông tin. Vì thế thì trong cái văn bản này rất rõ thì chỉ có 4 người là được phát ngôn thôi, là trung ương là chủ tịch, 2 là phó chủ tịch thường trực, 3 là trưởng ban thông tin truyền thông, 4 là ban thư ký. Thư ký thì không phải là cả ban luôn, mà nó tổng thư ký hoặc là nó phó tổng thư ký, mà phải có ủy quyền của chủ tịch. Phải có ủy quyền. Như thế thì 4 người này được quyền phát ngôn, nhưng mà nếu chủ tịch không phát ngôn thì chủ tịch ủy nhiệm lại cho phó thường trực bằng văn bản, hoặc là ủy nhiệm lại cho thông tin truyền thông phát biểu, hoặc là nó ủy nhiệm lại cho tổng thư ký
hoặc là phó tổng thư ký phát ngôn và cung cấp. Như vậy thì vấn đề rất là rõ ràng. Cái quy chế này gồm có 4 chương và 16 điều. Kế đó thần tội mới nhẫn trình bày về cái công tác kỹ số hóa và dữ liệu. Thì cái ban này thật ra đó được hình thành vào ngày 28 tháng 3 trong cái hội nghị lần thứ 2 của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại văn phòng thường trực phía Nam Thiệu, thành phố Hồ Chí Minh. Thì được sự đồng ý của Ban thông tin truyền thông và được đồng ý của Thượng tọa Phó Chủ tịch Tổng thư ký thì đã trao cái logo và cái màu áo cho tổ này, thì do Thượng tọa Minh Nhẫn là đại diện. Trong thời gian khoảng 5 tháng qua, với một cái công việc rất là nhiều, tinh thần tích cực mà không mỏi mệt của cái ekip, từ cái ekip của Pháp Âm Kiên Giang thành lập ngày mùng 5 tháng 3 năm 2017, rồi nâng lên ekip của Phật sự miền Tây thành lập vào ngày mùng 8 tháng Giêng năm 2018, thì đến ngày 28 tháng 3 thì nâng lên cái nữa là thành Phật sự online TV. Thì một cái ekip và một cái ban biên tập do Tổ Minh Nhẫn làm trưởng thì hoạt động không biết mỏi mệt, và tất cả các thành viên của ekip coi như đã đi khắp cả tận cùng của đất nước. Nơi nào có tổ chức lễ hội thì nơi đó có cái ban thông truyền thông này và cái hình ảnh này, cũng như ekip của Phật sự online đã đến. Vì thế nên nó tạo được một cái sự hội tụ và lan tỏa ở trong nước. Không những hội tụ lan tỏa trong nước rồi mà cũng là lan tỏa khắp thế giới. Hiện nay một số Phật tử ở các châu lục thì cũng biết được cái hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam qua cái Phật sự online TV của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như của Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Và đến giờ phút này thì về mặt dữ liệu số hóa được 400 bản văn bản, cả tham luận, diễn văn vân vân là 400 bản đã lưu trữ, và 61 đơn vị ban trị sự tỉnh thành cũng đã số hóa và lưu trữ, và 13 ban và một huyện cũng đã số hóa và lưu trữ. Đó là một việc làm tích cực và vượt bậc, nó thành quả nổi bật. Trong tương lai thì sẽ cố gắng trong cái nhiệm kỳ này sẽ số hóa tăng sự và số hóa của ban giáo dục. Đây là hai ban có cái yêu cầu là thực hiện sớm. Vì thế cho nên sau này tăng ni và giấy chứng nhận tăng ni và nó chứng điệp thọ giới là số hóa hết. Rồi còn bên giáo dục là từ sơ cấp lên cho đến đại học đều là số hóa hết. Tất cả đều nằm ở trong dữ liệu. Đây là cái nhiệm kỳ này là nhiệm kỳ mà cái ban này phải thực hiện cho được hai cái việc lớn, đó là số hóa tăng sự và số hóa giáo dục. Và đồng thời chúng ta cũng nghe được một số ý kiến về Hòa Thượng Tấn Đạt sáng hôm nay trình bày về hai cái quy chế chúng tôi đã ký quyết định ban hành. Thật ra hai cái quy chế này á, thì nó cũng không có gì khó, là bởi vì nhiệm kỳ rồi đã thực hiện rồi. Nhiệm kỳ này đó chỉ sửa lại cho phù hợp cái tình hình sinh hoạt của Phật giáo từng địa phương, tức là cấp tỉnh và cấp huyện. Thứ hai đó là đã trình với Đức Pháp Chủ đã phê duyệt rồi, cho nên ký quyết định ban hành. Thì trong cái quá trình mà đã thực hiện, tức là sau cái hội nghị này thì các vị đại biểu trở về địa phương bắt buộc phải có cái phiên họp sinh hoạt cái tăng ni trong tỉnh để phổ biến cái kết quả của cái hội nghị này, và trong đó sẽ triển khai hết các cái văn kiện mà được trình bày tại hội nghị này, nhất là nội quy tăng sự cũng như là quy chế hoạt động của tỉnh thành và quận huyện. Thì trong thời gian từ đây cho đến hội nghị cuối năm cũng khoảng 3 tháng, thì cái hội nghị cuối năm tới đây thì sẽ nghe ý kiến phát biểu của quý vị đại biểu tại hội trường. Thì trên cơ sở đó sẽ được góp ý, bổ sung và tu chỉnh bằng nghị quyết của hội nghị ban thường trực, chứ còn không sửa trực tiếp lại các cái văn bản này nữa. Vì đã ký quyết định ban hành rồi, mà đã trình Đức Pháp Chủ duyệt y ở bên gốc và có đóng dấu và ký tên. Thì với cái tinh thần và trách nhiệm như vậy, tôi xin thay mặt chủ tổ đoàn xin phát biểu đúc kết một số ý như thế, thì mong rằng toàn thể chư tôn giáo phẩm, lãnh đạo giáo hội và các ban chuyên môn trực thuộc ban dịch Phật giáo 34 tỉnh thành trở về địa phương tổ chức phiên họp phổ biến tất cả các văn kiện của hội nghị này được ban hành. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau trong hội nghị thường niên Trung ương hội vào ngày 8, 9, 10, 11 tháng Giêng
năm 2019, tức là ngày mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6 tháng Chạp năm Mậu Tuất trước thềm Xuân Kỷ, Kỷ Hợi. Lần nữa kính chúc toàn thể quý đại biểu được an lạc và thành tựu tất cả mọi Phật sự. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gần 40 phút trong buổi phiên bế mạc sáng hôm nay, Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thay mặt đoàn chủ tọa đã đúc kết toàn bộ nội dung của 3 ngày làm việc của chúng ta.